Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 17 tháng 11, Liên Hợp Quốc đã công bố dự thảo đầu tiên về thỏa thuận chung của hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27. Các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 đang được diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Hội nghị COP27 dự kiến sẽ bế mạc trong ngày hôm nay, ngày 18 tháng 11, thưa quý vị. Văn bản không chính thức trên nhắc lại các mục tiêu của Hiệp ước Khí hậu Glasgow được thông qua vào năm ngoái nhằm thúc đẩy các biện pháp hướng tới giảm dần năng lượng từ than mà khi đốt không có công nghệ giữ lại, đồng thời loại bỏ dần các chương trình trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả. Dự thảo không kêu gọi giảm toàn bộ nhiên liệu hóa thạch theo đề nghị của Ấn Độ và Liên minh châu Âu EU. Dự thảo không đề cập đến nội dung lập một quỹ bồi thường cho những nước dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, văn bản này hoan nghênh việc các bên lần đầu tiên nhất trí đưa các vấn đề liên quan đến các thỏa thuận cấp vốn, khắc phục thiệt hại và mất mát vào chương trình nghị sự. Dự thảo cũng không bao gồm khung thời gian xác định liệu có nên lập quỹ riêng hay không. Theo đó, cho phép các nhà đàm phán tiếp tục thảo luận về vấn đề hóc búa này. Thank you.